đây là anh chị Kim Cúc, đây là anh Á và đây là chị Kim Cúc. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã đồng hành cùng Thánh Giống chúng tôi bấy lâu nay. Cũng như sẵn đây chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả những hội viên tiên phong Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng tôi không tiện nêu tên ở đây bởi vì có một số quý vị đang làm việc âm thầm. Và đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, ông Rồng và bà Phụng Hoàng. Sau đây, kính thưa quý vị,